chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Đạp trúng hũ vàng, phát tài phát lộc rực rỡ, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà, vào nước đố đổ dách tháng 10 âm lịch. Xin chào quý cô bác anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi rất vui mừng được chào đón quý vị và chào mừng quý vị trở lại với kênh. Chúng tôi xin chúc quý cô bác anh chị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý tín chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thân mến, dẫn câu nói cũ, thành công không có chỗ cho kẻ lười biếng. Canh Tuất sinh năm 1970 vốn không lười, chỉ là mau nản. Đời người giống như xây nhà vậy, móng nhà mà vững thì nhà mới được cao, đầu đời chăm chỉ vất vả thì nửa đời còn lại nhẹ nhàng, an nhiên. Chăm 3 năm nhàn 30 năm, hay lười 3 năm vất 30 năm. Lựa chọn là do tự thân bản thân mỗi người thôi. Dù các bác có nghe được và tin hay không tin, cũng mong các bác có thể cháy hết mình vì điều mình mong muốn một lần trong đời. Sau khi xem tử vi từng tuổi trong 12 con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông bất ngờ chỉ ra rằng tháng 10 âm lịch năm 2024 Giáp Thìn này, nếu như bản mệnh Canh Tuất biết cách nắm bắt thời cơ và luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, thì bản mệnh sẽ được thần tài, quý nhân phù trợ, vận trình xoay chuyển, sự nghiệp tài lộc phất lên như diều gặp gió, trúng lớn liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, mua nhà đẹp sắm xe sang, làm từ thiện cứu vớt thiên hạ. Trong lá số tử vi ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng với quý anh chị luận giải về tử vi của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 10 âm lịch, giúp quý chủ mình chuẩn đoán được vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, sức khỏe của bản thân, cũng như những thuận lợi và khó khăn của mình. Đặc biệt, chúng tôi xin cảnh báo về ba hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi tháng 10 âm năm 2024 tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 mà chưa từng có ai tiết lộ, và chỉ cần tránh ba hiểm họa này là đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ đổi đời, siêu giàu. Kính thưa quý cô bác anh chị, đặc biệt là quý mệnh chủ Canh Tuất sinh năm 1970, trong video luận giải tử vi tuần lễ vàng trong tháng 10 âm lịch năm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu con giáp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 có gặp phải những khó khăn nào và tuần lễ vàng xuất hiện vào thời điểm nào trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Mong rằng quý cô bác anh chị sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời, giàu có, cuộc đời sang trang quý vị nhé. Tiên tri chấn động tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 đạp trúng hũ vàng, phát tài phát lộc rực rỡ, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà, vào nước đố đổ dách tháng 10 âm lịch. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Bước sang tháng 10 âm lịch, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 chào đón một giai đoạn đầy hứa hẹn khi sao quan đới ghé thăm, mang đến nguồn năng lượng lạc quan và sự tự chủ mạnh mẽ. Những ai thuộc con giáp này sẽ cảm nhận rõ ràng tinh thần tự tin và ý chí quyết đoán trong từng bước đi của mình. Sự chủ động và quyết tâm này không chỉ giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn, mà còn lan tỏa đến những người xung quanh, khiến họ tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của bạn. Đôi khi, bạn sẽ nhận thấy mọi người dễ dàng chấp nhận và làm theo những chỉ dẫn của mình một cách tự nhiên và sẵn lòng. Tháng này, tuổi Canh Tuất như được tiếp thêm sức mạnh vô hình, tràn đầy nhiệt huyết và luôn sẵn sàng cho những thay đổi mang tính đột phá. Những ý tưởng độc đáo, mới lạ xuất hiện và bạn không ngần ngại biến chúng thành hành động, vượt qua những giới hạn của bản thân. Sự sáng tạo và tiên phong của bạn không chỉ là động lực cho chính bạn mà còn là ngọn đèn soi đường cho nhiều người khác. Mọi người xung quanh cảm nhận được năng lượng tích cực từ bạn và được truyền cảm hứng một cách tự nhiên. Ngoài ra, cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những cộng sự cũ cũng xuất hiện, đặc biệt nếu bạn và họ từng có những thành công trong quá khứ. Đây có thể là thời điểm vàng để tái hợp và cùng thực hiện những dự án đầy tham vọng. Hãy chuẩn bị cho những cuộc thảo luận quan trọng, nơi bạn có thể đưa ra những ý tưởng táo bạo mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên trong tháng này, điều quan trọng nhất là giữ vững lời hứa. Đôi khi, sự hào hứng có thể khiến bạn đưa ra quá nhiều lời hứa, nhưng hãy nhớ rằng việc thực hiện chúng mới là điều quan trọng nhất. Một khi đã nói ra, bạn phải chắc chắn rằng mình sẽ hoàn thành những gì đã cam kết. Nếu không, sự tin tưởng từ người khác sẽ dễ dàng bị tổn thương. Về mặt tình cảm, sao Thiên Diêu xuất hiện, báo hiệu sự đào hoa mạnh mẽ,
Dù bạn đang độc thân hay đã có đôi, ngoại hình cùng với cách giao tiếp cuốn hút của bạn thu hút rất nhiều sự chú ý từ người khác giới. Tuy nhiên, cần phải tỉnh táo và giữ gìn ranh giới trong các mối quan hệ. Sự hấp dẫn có thể mang đến những cảm xúc mới lạ, nhưng đừng để bản thân bị cuốn vào những mối quan hệ ngoài luồng. Đặc biệt, nếu chúng gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, sự dứt khoát và thẳng thắn sẽ giúp bạn duy trì được sự cân bằng cần thiết trong cuộc sống. Tháng 10 âm lịch hứa hẹn mang đến cho tuổi Canh Tuất nhiều cơ hội mới, nhưng cũng đòi hỏi bạn phải kiên định và trách nhiệm với những quyết định của mình. Hãy tận dụng nguồn năng lượng tích cực để tạo dựng những bước tiến vững chắc trong công việc và cuộc sống. Tử vi sự nghiệp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Bước vào tháng 10 âm lịch năm 2024, sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất 1970 dường như nở rộ, đặc biệt là nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và khiếu hài hước vốn có của bạn. Những phẩm chất này giúp bạn tạo dựng được những mối quan hệ rộng rãi, mang lại lợi thế không nhỏ trong việc kinh doanh, buôn bán. Những kết nối này không chỉ giúp bạn có được nguồn hỗ trợ đáng kể, mà còn là cầu nối giúp sự nghiệp thêm vững vàng. Trong tháng này, sự xuất hiện của sao chính ấn đóng vai trò vô cùng quan trọng, tương trợ mạnh mẽ cho những dự án mà bạn tham gia. Đây chính là thời điểm thuận lợi để bạn tiếp tục triển khai hoặc mở rộng những kế hoạch còn dang dở. Những khó khăn mà bạn lo ngại bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhờ vào sự hỗ trợ này, chính sự nhạy bén và khả năng phán đoán chính xác của bạn cũng góp phần giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn. Ngoài ra, sự xuất hiện của một đối tác tiềm năng trong tháng này cũng là dấu hiệu tốt cho những ai đang tìm kiếm cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, bạn cần phải luôn giữ sự tỉnh táo và cẩn trọng trước khi quyết định bắt tay vào bất kỳ dự án lớn nào. Hãy thử làm việc cùng họ trong một vài dự án nhỏ để đánh giá sự phù hợp và hiệu quả làm việc chung. Điều này không chỉ giúp bạn tránh được rủi ro, mà còn tạo điều kiện để xây dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững hơn. Đối với nam giới tuổi Canh Tuất, sao Thái Dương các tinh xuất hiện như một ngọn đèn soi sáng cho con đường sự nghiệp của bạn. Những thuận lợi và thành công liên tiếp có thể khiến bạn cảm thấy như đang bước trên đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc bạn cần giữ đôi chân mình vững trên mặt đất. Thành công dù lớn đến đâu cũng chỉ là tạm thời nếu bạn không tiếp tục nỗ lực. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để vạch ra những kế hoạch hành động tiếp theo với những mục tiêu cao hơn, nhằm đảm bảo sự phát triển liên tục và bền vững. Đừng để mình bị cuốn vào cảm giác ngủ quên trên chiến thắng. Việc duy trì sự tỉnh táo và định hướng rõ ràng sẽ giúp bạn không chỉ vượt qua những khó khăn hiện tại, mà còn mở rộng cơ hội trong tương lai. Bạn có thừa khả năng để đạt được những thành công mới, nhưng điều quan trọng là phải luôn tiến bước, không ngừng học hỏi và sẵn sàng cho những thách thức tiếp theo. Tháng 10 âm lịch này là thời gian để bạn củng cố sự nghiệp, xây dựng những mối quan hệ hợp tác bền vững và phát triển kế hoạch dài hạn cho tương lai. Với sự hỗ trợ của các sao tốt, hãy tự tin bước tiếp, nhưng đồng thời cũng cần tỉnh táo và không ngừng nỗ lực. Tử vi tài lộc tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Tháng 10 âm lịch năm 2024 đánh dấu một giai đoạn thịnh vượng về tài chính cho người tuổi Canh Tuất 1970. Với những quyết định thông minh, sáng suốt trong việc quản lý và đầu tư tài chính, bạn đã tạo ra một dòng chảy liên tục của các nguồn thu. Những khoản tiền lần lượt đổ về mang lại cho bạn cảm giác an toàn và ổn định về kinh tế. Sự sung túc này không phải là điều may mắn bất ngờ, mà chính là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực bền bỉ, những khó khăn mà bạn đã vượt qua trong suốt thời gian dài. Có thể bạn đã trải qua nhiều công việc khác nhau, chấp nhận những thử thách và gian truân để gia tăng thu nhập. Giờ đây, những gì bạn gặt hái là thành quả ngọt ngào sau chuỗi ngày không ngừng cố gắng. Đặc biệt, đối với những ai duy trì lối sống tiết kiệm, khéo léo trong chi tiêu, đây là lúc bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một món quà nho nhỏ như một cách để tôn vinh những nỗ lực của bản thân. Một trong những dấu hiệu may mắn của tháng này là sự xuất hiện của sao Bát Bạch bay về hướng chính Bắc. Đây là dấu hiệu vô cùng tốt cho những ai làm ăn kinh trong lĩnh vực bất động sản. Cơ hội phát tài dường như đang đến rất gần, mang lại thành công và sự ngưỡng mộ từ nhiều người xung quanh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thành công này không đến từ sự may mắn tức thời, mà là thành quả của nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, sự kiên trì và tâm huyết mà bạn đã bỏ ra. Tháng 10 này cũng là thời điểm lý tưởng để bạn cân nhắc việc chia sẻ may mắn của mình với những người có hoàn cảnh khó khăn. Một khoản tiền nhỏ dành cho từ thiện không chỉ giúp đỡ người khác,
mà còn mang lại cho bạn niềm vui và cảm giác bình yên trong tâm hồn. Việc cho đi không làm ảnh hưởng nhiều đến tài chính của bạn, nhưng lại có sức mạnh lớn trong việc nhân lên niềm hạnh phúc và sự an lạc. Với một tháng tài lộc dồi dào như thế này, hãy tiếp tục giữ vững sự tỉnh táo, sáng suốt trong các quyết định về tiền bạc. Đừng quên rằng, việc bảo vệ và gia tăng tài sản là một quá trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo trong việc quản lý. Bạn đã đạt được nhiều thành công, nhưng cũng đừng ngần ngại mở lòng và chia sẻ niềm vui ấy với những người xung quanh. Tử vi sức khỏe tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Tháng 10 âm lịch năm 2024 đánh dấu sự thay đổi thời tiết rõ rệt khi cái lạnh bắt đầu lan tỏa, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tuổi Canh Tuất 1970. Đây là thời điểm cơ thể cần được chăm sóc đặc biệt, nhất là đối với những ai đã bước vào độ tuổi cao niên, khi mạch máu dễ gặp vấn đề, gây ra nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này cần được đặt lên hàng đầu. Đối với việc tập luyện, mặc dù vận động thể chất là điều cần thiết để duy trì sức khỏe, bạn cần phải lựa chọn những bài tập phù hợp với thể trạng hiện tại. Các bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hoặc các động tác giãn cơ sẽ giúp lưu thông khí huyết mà không gây áp lực quá lớn lên cơ thể. Tránh những hoạt động quá sức vì chúng có thể gây tác động xấu đến tim mạch và sức khỏe tổng thể của bạn. Thời tiết tháng 10 âm lịch thay đổi nhanh chóng giữa nóng và lạnh, vì vậy, việc chọn trang phục sao cho phù hợp cũng là điều cần được lưu ý. Mặc nhiều lớp áo sẽ giúp bạn dễ dàng điều chỉnh theo nhiệt độ môi trường, tránh bị cảm lạnh hoặc sốc nhiệt. Đặc biệt, vào buổi sáng và buổi tối khi nhiệt độ xuống thấp, hãy giữ ấm cơ thể bằng áo khoác hoặc khăn quàng để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, bạn nên chú ý đến lối sống và thói quen sinh hoạt của mình. Đối với những người thường xuyên tụ tập, uống rượu chè với bạn bè, đây là thời điểm nên hạn chế các hoạt động này. Việc lạm dụng rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn khiến cơ thể trở nên suy yếu, khó phục hồi khi thời tiết khắc nghiệt. Thay vào đó, hãy tận dụng thời gian nghỉ ngơi chăm sóc bản thân tại nhà, đọc sách, nghe nhạc hoặc xem một bộ phim yêu thích. Điều này không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn tạo ra không gian tĩnh lặng để tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Để giảm căng thẳng sau một ngày dài, việc nghe nhạc nhẹ nhàng trước khi đi ngủ có thể là giải pháp tuyệt vời, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Những bản nhạc êm dịu sẽ giúp cơ thể thư giãn, đầu óc thả lỏng, từ đó tạo điều kiện cho giấc ngủ ngon và sâu hơn. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng giấc ngủ, mà còn góp phần tăng cường sức khỏe toàn diện. Tháng 10 âm lịch này, tuổi Canh Tuất cần chú ý hơn đến việc bảo vệ sức khỏe, từ chế độ tập luyện đến sinh hoạt hàng ngày. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, lắng nghe cơ thể để có những biện pháp phù hợp, đảm bảo sức khỏe tốt cho những tháng tiếp theo. 3. Tử vi tình duyên tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 tháng 10 năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng 10 năm 2024 tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 âm lịch, nguyệt lệnh quan đới khiến người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sống cảm xúc hơn, bạn nhạy cảm hơn, hay giận hờn mỗi khi không đạt được mong muốn. Nếu mối quan hệ tình cảm của bạn đang đi vào ngõ cụt, đừng hoảng loạn, mà hãy xem đây là cơ hội để bạn nhìn nhận và đánh giá lại tình cảm giữa bạn và các thành viên trong gia đình. Điều quan trọng là bạn phải làm rõ, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của con cháu trong nhà. Bên cạnh đó, tháng 10 âm lịch cũng là thời điểm để con giáp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 kết nối lại với những mối quan hệ cũ. Hãy mời đối phương đi ăn tối hoặc một buổi tiệc nho nhỏ tại gia để thắt chặt tình cảm. Thế nhưng, ngũ hành xung khắc chỉ ra một số rắc rối trong đời sống tình cảm khi có những người xa đà với mối quan hệ không lành mạnh. Bạn rơi vào tình huống bỏ thì thương, dương thì tội, bạn cần chấm dứt càng sớm càng tốt, nếu không muốn rắc rối ngày càng gia tăng. Cẩm nang dượng dận tháng 10 năm 2024 tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Khẩu quyết, những kẻ xấu thường núp bóng người tốt, nhớ cẩn trọng hơn. Quý nhân, dậu, mùi. Tiểu nhân, tỵ, mão. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Ba điều cấm kỵ mà tuổi Canh Tuất 1970 cần tránh trong tháng 10 âm lịch năm 2024. 1. Tránh xung đột và tranh cãi. Trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Canh Tuất dễ gặp phải những căng thẳng trong giao tiếp, xung đột không đáng có trong gia đình hoặc công việc. Những mâu thuẫn này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng mà còn làm suy giảm sức khỏe,
khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và áp lực hơn. Đặc biệt, việc không giải quyết kịp thời những tranh cãi có thể gây ra hậu quả dài hạn. Cách hóa giải, sử dụng lời nói nhẹ nhàng khi trò chuyện. Bạn cần giữ giọng điệu ôn hòa, tránh những lời lẽ gay gắt. Hãy lắng nghe và thấu hiểu người khác trước khi bày tỏ quan điểm cá nhân. Thực hành thiền định. Thiền định hàng ngày giúp bạn tĩnh tâm, giữ được sự bình an trong tâm trí, từ đó dễ dàng tránh xa những tình huống căng thẳng. Đeo trang sức phong thủy đá quý như thạch anh hồng và ngọc lục bảo giúp mang lại nguồn năng lượng tích cực, hóa giải xung đột và giúp gia tăng sự hài hòa trong các mối quan hệ. 2. Tránh đầu tư lớn hoặc thay đổi công việc. Tháng 10 âm lịch là khoảng thời gian mà người tuổi Canh Tuất cần cẩn trọng với các quyết định liên quan đến tài chính. Đầu tư lớn hoặc thay đổi công việc có thể không mang lại kết quả như mong đợi, thậm chí có thể gây ra những tổn thất không lường trước được. Thời điểm này không phù hợp cho những thay đổi đột ngột trong lĩnh vực tài chính hay sự nghiệp. Cách hóa giải, đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Hãy cân nhắc thật cẩn thận và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực đó. Thực hiện các dự án nhỏ thay vì mạo hiểm với những khoản đầu tư lớn. Bạn nên tập trung vào các dự án nhỏ, an toàn và có khả năng kiểm soát tốt hơn. Sử dụng vật phẩm phong thủy. Đặt cây tài lộc, đồng tiền may mắn hoặc các vật phẩm phong thủy khác tại nhà hoặc nơi làm việc để tăng cường vận may và ổn định tài chính. 3. Tránh đi xa hoặc tham gia vào các hoạt động mạo hiểm. Tháng 10 âm lịch không phải là thời gian thích hợp để người tuổi Canh Tuất thực hiện những chuyến đi xa hay tham gia vào các hoạt động mạo hiểm. Nguy cơ gặp phải tai nạn hoặc những sự cố bất ngờ là khá cao. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia vào các hành trình dài hoặc những hoạt động tiềm ẩn rủi ro. Cách hóa giải, lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nếu có việc cần thiết phải di chuyển, hãy chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng từ trước và luôn mang theo những vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân. Chọn ngày tốt. Nếu có thể, chọn những ngày tốt hợp với tuổi của bạn để xuất hành, nhằm giảm thiểu rủi ro và tránh các điều không may mắn. Đeo vật phẩm bảo vệ. Mang theo bùa hộ mệnh hoặc vòng tay phong thủy có tác dụng bảo vệ như mã não hoặc đá mắt hổ để tăng cường sự an toàn, giúp bạn luôn được bảo vệ trước những rủi ro tiềm ẩn. Tháng 10 âm lịch này, người tuổi Canh Tuất cần thận trọng trong các mối quan hệ, tài chính và các kế hoạch di chuyển. Bằng cách áp dụng những biện pháp ngừa phù hợp, bạn sẽ giữ được sự bình an và tránh xa những rủi ro không đáng có. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết những cơ hội và thay đổi đáng chú ý trong từng tuần, cùng với cẩm nang dưỡng vận trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Điều này sẽ giúp cho quý cô bác anh chị biết được thời điểm nào trong tháng 10 âm thì xuất hiện tuần lễ vàng. Tử vi tuần đầu của tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tuất sinh 1970. Sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất có những khoảng thăng trầm trong tuần này. Tuy nhiên, chỉ cần bạn cố gắng thì không khó khăn nào không thể vượt qua. Đầu tuần, đồng nghiệp có thể nghi ngờ hoặc cô lập Canh Tuất, song thành tích bạn gặt hái được vào cuối tuần sẽ khiến mọi người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Tiếc rằng, tình hình tài chính chưa có biến động rõ rệt. Đầu tuần người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản kha khá, nhưng sau đó, Canh Tuất phải dành nhiều thời gian và công sức để mở rộng thị trường, làm quen với đối tác, dốc vốn kinh doanh, tạm thời chưa thể thu về lợi nhuận. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên Canh Tuất cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian cho vui chơi hoặc dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Phương diện tình cảm cũng khá ảm đạm, dường như mối quan hệ giữa vợ chồng Canh Tuất đang ngày một xa cách. Nếu bạn không chủ động tìm cách níu kéo, người thứ ba sẽ nhân cơ hội chen chân, giành lấy niềm hạnh phúc mà bạn đã tốn công gây dựng suốt bấy lâu. Quý nhân, Hợi, Hảo. Tiểu nhân, Tuất, Thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số may mắn, 05, 33, 94. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 như sau. Đầu tuần là khoảng thời gian khó khăn đối với người tuổi Canh Tuất trên phương diện sự nghiệp. Canh Tuất có thể bị cấp trên hoặc đồng nghiệp chèn ép. Song đừng vì thế mà nghĩ tới việc bỏ cuộc. Hãy coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, khiến mình trở nên cứng cỏi hơn.
tình hình tài chính cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Có lẽ đã đến lúc bản mệnh dừng lại để đánh giá những gì mình đã và đang làm. Nếu có phát hiện lỗi sai ở đâu, Canh Tuất nên nhanh chóng sửa đổi, như vậy mới không trở nên tụt hậu so với đối thủ. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, tuy nhiên bạn lại không thực sự mong muốn đến với ai. Chính vì vậy, Canh Tuất tỏ vẻ khá dửng dưng và tìm cách từ chối đối phương, dù trong lòng Canh Tuất cũng biết đó là một đối tượng khá triển vọng. Mối quan hệ giữa vợ chồng Canh Tuất đang trở nên ngày càng căng thẳng, bởi không ai chịu nhường nhịn ai. Nếu muốn gia đình yên ổn, hai người chớ nên chấp nhặt với nhau, hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương xem sao, biết đâu Canh Tuất sẽ có cách hành xử khác. Quý nhân, Ngọ, Tỵ. Tiểu nhân, Thìn, Tuất. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. Con số may mắn, 09, 81, 75. Tử vi tuần 3 của tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tuất sinh 1970. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng tuần này sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất không có nhiều biến động tích cực. Canh Tuất cần chú ý hơn trong các mối quan hệ với đồng nghiệp cũng như với lãnh đạo, chớ nên làm mọi việc theo ý mình, khiến bầu không khí nơi làm việc trở nên căng thẳng. Tình hình tài chính có điểm sáng, chủ yếu là với người làm ăn kinh doanh, các kế hoạch vào nguồn nên bạn không cần phải quá vất vả, cũng vẫn thu tiền về đầy túi. Tuy nhiên, con giáp này vẫn chớ nên chủ quan, lơ là, tạo điều kiện để kẻ khác vượt qua. Thêm vào đó, sự xuất hiện của tiểu hao là lời khuyên Canh Tuất làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không, dù rủng rỉnh đến đâu thì dần dần Canh Tuất cũng rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Chuyện tình duyên cũng chưa có nhiều khởi sắc, người đã lập gia đình nên chủ động hơn trong việc xuống nước làm lành với nửa kia. Bản mệnh chớ đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, lúc nào cũng muốn người ấy phải chiều theo mong muốn của mình. Quý nhân, Tỵ, Hợi. Tiểu nhân, Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn, 8, cam. Con số may mắn, 24, 65, 98, 70. Sau cùng là tử vi tuần 4 của tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tuần này nhìn chung là một tuần khá thuận lợi đối với người tuổi Canh Tuất, dù không phải điều gì cũng đến với cô bác một cách dễ dàng. Cấp trên có thể giao cho Canh Tuất những nhiệm vụ khó khăn, song nếu bạn tập trung hoàn thành thì đó có thể trở thành cơ hội để Canh Tuất thăng tiến. Phương diện tài lộc cũng có những tiến triển khả quan, bản mệnh tìm ra hướng đi mới nên nhanh chóng vượt lên trên đối thủ, dù hơi vất vả một chút. Song Canh Tuất có thể nhận thấy rằng mọi sự cố gắng của mình đều được đền đáp xứng đáng, cô bác Canh Tuất sẽ thu được tiền về đầy túi. Thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có ít nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nếu muốn tìm được người phù hợp thì Canh Tuất nên chủ động hơn. Tin rằng, với tính cách thú vị của mình, bạn có thể thu hút được rất nhiều đối tượng khác giới. Với những người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai người đã ổn định hơn trước đây, dù đôi khi vẫn khó tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng thông qua những mâu thuẫn ấy, đôi bên thêm hiểu và thông cảm hơn cho nhau. Quý nhân, Mão, Ngọ. Tiểu nhân, Tý, Thìn. Màu sắc may mắn, cà phê, nâu. Con số may mắn, 96, 54, 40, 13. Tiếp nối chương trình là tử vi tuổi Canh Tuất tháng 10 âm lịch, những tuổi tương hợp và xung khắc trong hợp tác làm ăn. Người tuổi Canh Tuất và người tuổi Tý. Hợp tác không vui vẻ, người tuổi Tuất thiên về những cái tồn tại trong thực tế, người tuổi Tý lại giàu trí tưởng tượng, hợp tác khó thành công. Người tuổi Canh Tuất và người tuổi Sửu. Tính cách của họ khác nhau, hợp tác xem ra rất khó, bởi lẽ họ thường bất đồng quan điểm về chiến lược kinh doanh. Người tuổi Canh Tuất và người tuổi Dần. Họ có thể hợp tác với nhau bất cứ lĩnh vực nào, tuy nhiên không thể phân chia rạch ròi lợi nhuận. Người tuổi Canh Tuất và người tuổi Mão. Mèo thông minh và khách quan, có ích với chó, chó sẽ không phản bội mèo, hợp tác rất lý tưởng. Người tuổi Canh Tuất và người tuổi Thìn. Hợp tác không lâu dài, chó có thể nhìn thấu mọi việc của rồng, điều này làm tổn thương lòng tự trọng của rồng, dẫn tới quan hệ rạn nứt. Người tuổi Canh Tuất và người tuổi Tỵ. Hợp tác có thể thành công, song đừng kỳ vọng quá cao, bởi lẽ sự hợp tác này đôi lúc đạt hiệu quả, song kết cục vẫn không thực sự lý tưởng.
người tuổi Canh Tuất và người tuổi Ngọ. Hợp tác khá vui vẻ, họ đều quan tâm tới lợi ích thiết thực, cùng nỗ lực vì công ty. Người tuổi Canh Tuất và người tuổi Mùi không dễ hợp tác, bởi lẽ Tuất thường cảm thấy mình làm những việc quan trọng hơn, dê lại đánh giá Tuất với con mắt của nhà nghệ thuật. Người tuổi Canh Tuất và người tuổi Thân mặc dù có thể hợp tác, song họ vẫn nghi ngờ lẫn nhau, chó quyết không cho khỉ hưởng lợi hơn mình. Người tuổi Canh Tuất và người tuổi Dậu hợp tác không mới vui vẻ, gà thường có tâm lý đề phòng. Dù hai bên hợp tác với nhau có chung mục đích kinh doanh, kiếm lợi, song tâm lý lại thường không coi đối phương là bạn thực sự. Người tuổi Canh Tuất và người tuổi Tuất trong kinh doanh, hai người không thực sự có hứng thú với nhau, họ cũng không giỏi kinh doanh, do vậy dễ thất bại. Người tuổi Canh Tuất và người tuổi Hợi có thể hợp tác, có điều chó quá khẳng khái nên lợn cảm thấy không vui lắm. Thưa các bác, Lão Tử là nhà hiền triết Trung Quốc có rất nhiều câu nói nổi tiếng. Dưới đây là 10 lời răn dạy của ông, tuy giản đơn nhưng lại vô cùng thấm thía và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Hãy cùng đọc và chiêm nghiệm để rút ra bài học cho cuộc sống. 1. Người đặt câu hỏi là kẻ ngốc trong một phút, người không hỏi là kẻ ngốc suốt cả đời. Một trong những rào cản lớn nhất ngăn chúng ta đặt ra những câu hỏi chính là do lo sợ mất mặt vì sự thiếu hiểu biết của bản thân. Xét về mặt tâm lý học, con người luôn sợ bị người khác đánh giá thấp, chúng ta thường lo sợ biến thành kẻ ngốc trước đám đông. Nếu đặt một câu hỏi mà người khác có thể sẽ biết câu trả lời, vì vậy, nhiều người có xu hướng ngại và thậm chí sợ việc bị hỏi hay đặt một câu hỏi. Tuy nhiên, việc im lặng hay còn gọi là giấu dốt, lâu dần sẽ hình thành thói tự ti vào bản thân, không dám phát biểu ý kiến, không có chính kiến riêng. Bạn không phải lúc nào cũng là chuyên gia trong một lĩnh vực nhất định. Việc ngại hỏi vì sợ bị trêu chọc hay bị xấu hổ sẽ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội học hỏi thứ gì đó mới mẻ. 2. Nếu mục tiêu của bạn là 1 năm, hãy trồng một hạt giống. Nếu trong thời hạn 10 năm, hãy trồng cây. Nếu trong khoảng 100 năm, hãy đầu tư vào giáo dục. Lời dạy này của Lão Tử nhắc nhở chúng ta cần phải tích lũy tri thức, học tập vì mục tiêu lớn của cuộc đời. Kiến thức là đồng tiền thật, không phải đồng tiền ảo. Đầu tư vào tri thức là sự đầu tư có lợi nhất, và điều này chắc chắn đúng. Hãy đầu tư cho chính bản thân bạn và những thế hệ sau của bạn, bởi đầu tư kiến thức là đầu tư có lãi nhất trong mọi loại đầu tư. 3. Hiểu những gì mình cảm giác thấy và cả không nhận biết được. Đó là tri thức thật sự. Hãy học hỏi từ những người xung quanh, từ cuộc sống xung quanh. Hãy mở rộng tri thức của mình bằng những cảm nhận của bản thân và cả của người khác nữa. Điều đó sẽ giúp ích cho bạn hơn là ngồi trong cái giếng ngó lên vùng trời bình yên của mình. 4. Muốn người khác tôn trọng bạn, vậy hãy tôn trọng chính mình. Ở đời, ai cũng muốn người khác tôn trọng mình. Tuy nhiên, để người khác tôn trọng bạn, bạn phải tự tôn trọng mình trước đã. Phát triển lòng tự tôn cá nhân có thể giúp bạn hoàn thiện tiềm năng, xây dựng các mối quan hệ và khiến mọi người xung quanh tôn trọng bạn. Tôn trọng bản thân là bạn phải học cách chấp nhận chính mình và không ngừng nỗ lực để đạt được những điều mà bản thân mong muốn. Hãy học cách hài lòng với bản thân và làm mọi người đối xử với bạn đúng như cách bạn xứng đáng được hưởng. 5. Nếu ghét một người, tức là bạn đang thất bại trước người đó. Nếu bạn ghen ghét, tức giận với một ai đó, tức là bạn đã thất bại trước họ. Vậy nên, hãy yêu thương họ để những con người ấy nhận ra rằng bạn chẳng dễ dàng bị đánh bại. Đã đến lúc bạn nên nhận ra, trên đời này cứ ghen ghét, tức giận không thể đánh bại được đối thủ. Tình yêu thương cũng chính là một loại chiến lược, và chỉ có những người thông minh mới biết áp dụng chiến lược này mà thôi. 6. Nếu ai đó nói xấu sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang đi trước mặt họ. Nhiều người chúng ta khi biết ai đó cố tình nói xấu hoặc đặt điều không đúng về bạn thường rất bực tức và đi hỏi rõ ngọn ngành. Tuy nhiên, cách xử sự như vậy thật chẳng có gì hay. Để xử lý những kẻ nhiều chuyện này, tốt nhất bạn nên bỏ ngoài tai và không quan tâm đến những điều đó. Bởi những người nói xấu đó đã tình nguyện đi sau lưng bạn suốt đời để nói xấu bạn, vậy nên cứ hồn nhiên và an yên mà đi về phía trước, mặc cho phía sau ồn ào. 7. Không quan trọng bạn chậm như thế nào, miễn là đừng bao giờ bỏ cuộc. Bất kỳ công việc gì trong cuộc sống, chỉ cần bạn có đam mê và đi đến đích cuối cùng thì chậm bao lâu cũng không quan trọng. Đó mới là điều đáng quý. Cuộc sống là của bạn, vậy nên không cần để ý tới người khác, không cần phải so sánh với bất cứ ai. Miễn là bạn đừng bỏ cuộc,
tập trung vào bản thân mình và không ngừng nỗ lực tiến từng bước về phía trước thì không có gì là không thể cả. 8. Người tài đức làm rồi mới nói và nói theo những việc đã làm. Khoa trương bản thân chưa bao giờ là một điều tốt và đúng đắn. Thay vì nói nhiều làm ít, hãy nói ít nhưng làm nhiều, và sau khi có thành tựu mới bắt đầu nói về những thành tựu mình đã đạt được. Bởi vậy, những người không thành công dù nói gì cũng bị xem là khoác lác, trong khi người thành công nói củ ấu cũng tròn. 9. Chọn công việc mình yêu thích. Bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời. Khi bạn đam mê, yêu thích một công việc gì đó, chắc chắn bạn sẽ làm nó với cả trái tim và sự nhiệt huyết của mình. Công việc trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày như hơi thở của bạn. Bạn tiếp tục làm việc giống như bạn đang tận hưởng cuộc sống này. 10. Suy nghĩ của bạn tạo ra cuộc sống. Suy nghĩ tích cực giúp bạn tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước, từ đó có thêm động lực để cống hiến hết sức mình với công việc hiện tại và gặt hái thành công. Ngược lại, những người nhìn nhận mọi việc với con mắt tiêu cực sẽ gặp trở ngại lớn trong sự nghiệp vì không dám đương đầu với thách thức, cũng như không có niềm tin vào khả năng của bản thân. Chẳng hạn khi có một ý kiến được đưa ra, người tiêu cực sẽ là người đầu tiên nói rằng nó sẽ không hiệu quả hoặc ngăn cản thực hiện vì sợ rủi ro. Trong khi đó, người tích cực sẽ dám thách thức, dám mạo hiểm, tạo ra cơ hội phát triển cho bản thân mình. Bởi vậy, bạn muốn trở thành người thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Cảm ơn quý vị cô bác và anh chị đã quan tâm theo dõi Minh Đường Tử Vi. Chúc quý vị và đặc biệt là quý bản mệnh biết chủ động và nắm bắt được thời cơ của mình, phòng tránh được những tai ương và bất trắc của quý vị, để có một tháng 10 tấn tài tấn lộc, tiền bạc dồi dào. Còn bây giờ xin chào, nếu hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.